Hôm nay chị em mình ăn món vịt nướng với bạn nha. Vịt nướng chao. Vịt nướng chao đúng rồi. Chấm với lại mắm gừng và sốt chao. Uống bia trái cây. Đây là sốt chao này. Đây là mắm gừng này. Đây là trong bâu. Mắm gừng này bọn mình xay. Xay gừng với ớt luôn nên nó rất là nhuyễn. Mình thích ăn cái vị gừng nó nhuyễn vô thịt đó. Giờ ăn thử. Thơm lắm mấy bạn. Chấm cái gì vậy? Chao trước đi. Ừ, mình mới chấm là chấm sốt chao nha. Ừ. Chao này ngon đó. Ừ. Không bị mặn. Chị có nấu không? Ừ. Chao này nè, mấy bạn dùng một hũ chao nhỏ xay ra với lại đường và bột ngọt, nêm nếm theo tùy khẩu vị của gia đình. Sau đó là phi dầu với tỏi thơm lên và đảo chao qua bếp. Nó sẽ không còn cái mùi hắc của chao nữa. Ừ. Chao đó, cái vị nó kỳ lắm. Ừ. Cái mùi nó cũng thơm lắm. Ừ. Giờ mình gắp một miếng thịt nè, miếng khế nè, miếng chuối nè, cùng với miếng thịt nè. Chấm nhiều mắm vô. Cái vịt này nè, cái ở ngoài nó mình ướp cả sa tế, cả chao, cả ngũ vị hương nữa, thành da nó thơm lắm mấy bạn. Hả? Ừ. Mình ăn mấy cái thịt vịt hay thịt gà vậy á, cầm tay ăn cho nó dễ. Đúng rồi, chứ mình ăn uống mà mình lại ăn cho thoải mái mà mình ăn giống như khép nét quá thì cũng không được. Bọn mình á là quay clip cho mấy bạn coi là mấy clip về ăn uống, để bọn mình mục đích ban đầu của mình là để những bạn mà ở một mình đó hả? Ừ. Hoặc là những bạn mà thường xuyên phải ăn uống ở đông người rồi phải khép nét, không được thoải mái ăn uống hết mình á, thì mấy bạn coi và cảm thấy thân thiết, giống như mấy bạn coi mấy bạn sẽ thấy thoải mái nhất. Thì mọi người sẽ ăn cũng thoải mái như là mình đang ở nhà, không có ai hết. Có nhiều bạn á nói là hồi ăn quay con gái mà ăn uống kỳ vậy đồ á, thì mình cũng nói thẳng luôn là đây là clip bọn mình là làm ăn uống, thì mấy bạn có thể thấy coi. Mấy bạn có cùng quan điểm của mình thì mấy bạn coi, còn không thì mấy bạn có thể là coi cái kênh khác, còn coi của kênh của mình. Hồi xưa mình đi học ở một mình á, là mỗi lần đi ăn cơm là mình hay mở mấy clip mình đã ăn uống á. Như là Hanji này, Jam Sobin này ha, rồi các anh chị Việt Nam nữa. Và coi thì mình có cảm giác như là mình đang ăn cùng với gia đình, với mọi người vậy á, mình không có buồn. Mình thích người Hàn Quốc người ta ăn lắm nha. Ta ăn miếng nào, ăn miếng to thì là to vậy á. Ừ. Nhìn ăn đã. Hàn Quốc với lại Trung Quốc á mấy bạn. Mấy bạn coi mấy clip chung á, ăn không ngại ngùng luôn. Ừ. Đó chính là cái định hướng bọn mình hướng đến. Thì ai mà thấy thích như bọn mình á thì xem tiếp bọn mình, còn mà ai mà không ưng á thì xem kênh khác, cũng đừng có bình luận không hay ác ý. Cổ vịt mấy bạn không? Hồi mua cái đồ ăn nội địa chung á, có món cổ vịt hả? Ừ. Cổ vịt cay. Ừ. Ăn không nổi luôn mà. Cái vịt này nè. Ừ. Nếu mà mấy bạn mà muốn nướng á Thèm mua con vịt nào to to ấy, nướng lên nó teo á. Thịt vịt á là nướng nó bị teo, nên mấy bạn là mua con bự lên, chứ không là nó xương không, mà nướng không là còn xương mà. Cái này là xương nướng không thịt quá trời đó. Con vịt này của mình là 2,5 kg nha. Làm thịt xong rồi hả? Ừ. Mấy bạn ở ngoài Bắc á thì có thịt vịt cỏ Vân Đình đó mấy bạn. Ừ, trời nó ngon dã man luôn á. Thịt dày, không hiểu sao thịt dày. Mỗi lần mà mình đi Hà Nội là mình phải ăn vịt, ăn ngan ngoài đó, tại vì nó ngon. Ngon nhưng mà cái thịt nó dày đã. Ừ. Ngọt nữa. Mấy bạn miền Nam thì mua vịt miền Tây á, vịt miền Tây gửi lên đó, ngon lắm. Mà cái vịt cỏ Vân Đình đó đúng là ngon xuất sắc hả? Mình chấm miếng chào rồi mấy bạn. Nhưng mà cái nước chấm á, ừ, nước chấm ở miền Bắc á, mình thấy mọi người chỉ chấm nước tương, ừ, màu đen đen á. Ừ, mình đi mấy quán là thấy chấm cái tương sệt sệt đó hả? Tương màu đen hoặc là nước xì dầu á mấy ạ, chứ không có chấm nước mắm gừng như ở miền Nam. Chắc là mình đi, chứ mỗi lần uống là bị nấc cái đã. Mình đi mấy quán đó thì cũng có thể quán khác làm chấm kiểu khác, nhưng mà đa số mấy quán mình đi á là đều thấy là chấm như vậy. Ừ. Mình thì thích ăn cái nước chấm chao hoặc là mắm gừng hơn. Mấy bạn nào ở miền Bắc á, các bạn cứ thử làm nước mắm gừng ấy, mình thấy chấm nó hợp hơn. Ừ. Là chấm chao mấy bạn, vịt mà nướng chấm chao là ngon nhất luôn á. Có mấy bạn thì bình luận hỏi bọn mình là ai là chị, ai là em á. Mình là chị, cái bạn này là em. Nếu mà chê gì thì nói cứ nói thẳng là cái bạn chị hay bạn em. Các bạn kêu bạn kính vuông, biết bạn nào luôn. Kính mình thì gọi là kính gọng vuông rồi, nhưng mình cũng vuông mà, đúng không? Bạn này tên là Hằng, còn mình tên là Hiền. Hiền là chị cho mấy bạn. Ăn với vịt nè, nó kèm với rau với khế, đỡ ớn hẳn nữa. Ừ. Ngon không? Ừ. Bọn mình ăn á, bọn mình thấy ngon hay gì bọn mình sẽ mô tả cái cảm xúc của bọn mình luôn. Như hồi bọn mình ăn đồ ăn vặt nội địa chung á, bọn mình thấy không ngon thì bọn mình cũng bày tỏ quan điểm là không ngon. Hoặc là lúc mà ngon mình cũng sẽ thể hiện cảm xúc để mấy bạn có thể cảm nhận được. Bạn nào mà không thích coi á thì nhớ là đừng có bình luận mấy cái ác ý nha mấy bạn, tại vì có nhiều người khác người ta vẫn thích coi như vậy. Nếu mấy bạn không thích thì mấy bạn có thể là không cần tạo quan điểm gì hết, mấy bạn chỉ cần không coi thôi. Có nhiều người người ta thích mấy bạn nói như vậy thì người ta cũng tự ái á mấy bạn. Rồi coi cái đùi này. Không, cái này chắc phần dưới đùi rồi đúng không? Ừ. Nó bị teo lại mấy bạn. Ngã xíu xíu à. Cái chân chắc không có gì đâu. Cái chân da nó chắc khô lại. Ừ. Mình cũng nói luôn là mình cũng có vấn đề về hàm á mấy bạn. Cái khớp cắn của mình nó không có được khít, có nghĩa là nó bị lệch. Nên là lâu lâu mấy bạn sẽ nghe cái tiếng mà giống như chịu hàm của mình nó cộp 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 á. Thằng có bị không? Mình mà ăn mà mực nướng á, ăn cỡ nửa con á là mình sẽ bị chịu hào, với bạn phải chỉnh lại. Trong món gừng nha mấy bạn ạ. Công nhận chấm chao ngon không? Ừ. Chao ngon không mắm gừng? Ừ. Cái miếng da đó ăn kèm miếng chua chát với lại khế, miếng rau thơm nữa, không quế. Chấm vào chao, chấm ngập lên nha mấy bạn, chấm ngập ăn mới đã. Đầu đây rồi, ăn vịt cảm xương á nó cũng ngon lắm các bạn, nó cũng hay lắm. Cái cổ nữa, công nhận thịt vịt cái cổ nó dài á nên nhiều cổ ghê luôn ha. Cái này là cái phần cánh, đùi cánh. Đây là phần đùi nè mấy bạn, phần đùi nãy chặt ra. Khá là cay luôn các bạn. Vịt này nè, mình nướng ạ, mình luộc lên cho, mình nướng thì cái thịt nó không có bị khô. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, nó còn ngọt. Chứ mấy bạn mà để sống mà nướng á là cái thịt ở trong nó khô mà còn lâu chín nữa. Đúng rồi, đợi đến khi nó chín được ở trong á thì ở ngoài của mình nó sẽ bị khô lắm rồi. Mấy bạn bỏ thêm món bạn luộc á, luộc sơ thôi, không cần luộc kỹ quá đâu. Thay vì mình luộc 20 phút thì còn vịt chín thì mình luộc cả 10 phút thôi. Đến lúc nướng này nó vừa. Đi picnic á, đi picnic á, mà chuẩn bị sẵn con vịt á, đây nướng, nó bị ngon, đúng bài luôn á. Nhưng mà ăn với da nó cũng ngon không? Ừ. Da nó có gia vị á, ngon lắm. Bữa nay mình ướp vừa đúng không? Ừ. Các bạn nướng với chao thì cũng đừng chăm chao nhiều quá nha, mặn lắm. Đúng rồi, chao rất là mặn. Các bạn cho một lượng vừa đủ thôi, tại vì trong sa tế đều có vị này, trong chao cũng có vị mặn nè. Mình còn phải cho tí hạt nêm vô nữa. Cho chao nhiều là mặn lắm. Đúng rồi đó. Một hộp chao nhỏ đó mình nấu được 2 lần đó. Mình còn làm mắm được, làm sốt được nữa không mấy bạn? Cái con dao hồi nãy để chọc vịt đó, nó hơi bị cùn nên là chọc miếng nó không có được đẹp. Giờ là còn lại 2 miếng đầu, 1 miếng cổ, miếng cổ bự lắm mấy bạn, 3 miếng đầu với 2 cái chân. Và mình không ăn nữa tại vì dặm cũng lâu lắm mà no rồi, với lại nó cũng teo, còn không còn cái gì hết. Mấy cái đó nó da nó khô rang mấy bạn. Hết nước luôn.